quý vị, năm 2023, Đất Đỏ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo sự đột phá về diện mạo nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Qua gần 12 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Đất Đỏ có 6 trên 6 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, đồng thời cũng đã được chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thành quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Đất Đỏ là khơi dậy mạnh mẽ khát vọng làm chủ trên chính đồng ruộng quê hương. Mức thu nhập của nông dân Đất Đỏ ngày càng nâng lên bền vững, với bình quân trên 72 triệu đồng một người một năm. Huyện không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Trong khi lúc đó thì mỗi người dân thì một năm thì có 6 mấy triệu, giờ lên được 90 triệu mà bình quân. Thì cái về cái bộ mặt á, là của nông thôn mới của địa phương với lại của toàn huyện thì nơi nào ta cũng làm trồng bông qua đường, tuyến đường đẹp. Cái xây dựng việc công xây dựng thôn mới là hiện nay thì nhìn chung có cái lợi ích và được người dân được là thụ hưởng. Cái đời sống của nhân dân hiện nay thì phải nói không còn cái nhà tranh vách lá, kể cả đối với ấp Mỹ An là không còn cái hộ nghèo. Cái mức sống người dân hiện nay là phải nói nhìn lại thì không còn ai phải nói là gặp khó khăn cả. Và cũng rất là phấn khởi vui mừng điều đó. Bám sát mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, huyện Đất Đỏ đã xây dựng kế hoạch và các biện pháp hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Huyện chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp gắn với chuỗi tiêu thụ, triển khai chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng là phát triển các cái lợi thế ưu thế của huyện trong cái sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rồi phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển các lô hình thương mại dịch vụ để tạo cái động lực, tạo cái sự sinh động trong cái phát triển kinh tế. Từ đó người dân có điều kiện về phát triển các cái loại hình sản xuất, rồi phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo cái thu nhập. Từ những thành công trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền huyện Đất Đỏ quyết tâm đưa Đất Đỏ vươn tầm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, cũng là để trở thành một vùng quê đáng sống.